này mà 100 mấy ký đã không cả nhà. Tôm thiên nhiên nó đỏ vậy nè. Cái lương này, con này dê, dê hấp dê tô. Em mang cái này mà tới mà ai gượt em chạy thôi á. Xin nhà, xin mời cả nhà mình miếng dê nha. À, xin mời cả nhà mình miếng lương. Xỉn rồi phải không? Tinh tê rồi phải không? Nãy giờ tại vì đây là cái bán gì thiên nhiên người ta thích à. Dạ. Đây, em mượn cớ em làm miếng dê mà. Đây mời cả nhà nha. Cả nhà. Xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Mập Food nha. Thì Mập hôm nay Mập đi về miền Tây cả nhà ơi. Cụ thể ở đây là Dòng Chôm Bến Tre. Thì không biết kế bên Mập không biết có ai nhận ra không, đó là anh Tiến cả nhà. Anh Tiến xưa là anh Tiến làm kênh YouTube nào mà nổi nhất, anh Tiến giới thiệu em ơi. Trước là mình làm kênh Hội Ngộ Miền Tây. Dạ. Rồi hôm nay mấy anh em không hợp tác nữa cho nên là làm kênh riêng. Dạ, kênh riêng là kênh gì? Mình làm kênh Tiến Võ Miền Tây. Dạ, trên mình là bây giờ mình làm chủ đề gì anh Tiến? Chủ đề là săn bắt. Hay dòng mình đi ra sông săn bắt á, đi trên ghe. Dạ. Săn bắt nấu ăn trên ghe luôn. Ồ, đó thì hôm nay mình có dịp mình về miền Tây mà cụ thể là mình về Bến Tre hồi nãy rồi ghé anh Thánh Liệu á. Là bây giờ là về tạt ngang Dòng Chôm để ghé anh Tiến chơi. Đó thì cái nhà thấy sau lưng Mập là cái nguyên một cái ao tôm thì cái nhà là của anh Tiến luôn á. Đó. Đó về đây thì khung cảnh bây giờ là gần 6 giờ rồi. Thôi. Đó. Đó là đi em đi hôm nay em đi trong ngày à. Đó bây giờ chưa cho uống trái dừa đúng mát luôn, đúng rồi về Bến Tre rồi nghe không? Đó, thôi mình mời cả nhà nhậm cái nha. Phải thưởng thức dừa Bến Tre mới được. Ừ. Mà anh này ướp lạnh anh. Ướp lạnh á. Dạ. Tính là giờ xuống sớm nè, trời nắng mình uống nước dừa cho nó mát. Không, bữa nào em hẹn anh, bữa nào em xuống em ở mấy ngày á. Rồi xuống ở mấy ngày đó anh em mình ra xong anh... không cho em xuống em cũng xuống. Anh có chiếc ghe nè, săn bắt ra ngoài. Dạ, dạ. Bắt có gì ăn gì. Dạ thường thường là anh đi bắt ở ngoài biển hay là ngoài sông này cũng lớn đó. Dạ sông này là sông Hàm Luông phải không? Đúng rồi. Dạ. Ở bên kia là thấy cù Lao Linh hả? Cù Lao Dung rồi, nói chung là bên kia nữa là sông lớn nữa, nó dạ. Liên thông với nhau á. Dạ. Ở đây là mình nuôi tôm. Nuôi tôm tôm thẻ chân trắng. Dạ. Tôm thẻ anh. Tôm thẻ. Dạ là tôm này được bao nhiêu ngày rồi anh? Tôm này khoảng chừng tháng mấy hai tháng à. Dạ. Tôm này còn nhỏ. Có ngoài dạ. Kia thì hồ của anh sai lớn là được ba mấy con ký. Dạ. Có bao nhiêu tháng là mình xuất được anh Tiến? Phải ba tháng mấy. Ba tháng mấy. Vậy là cái này mua được 1/3 đoạn đường rồi. À. Nếu mình nuôi về sai ba mấy con là mình thành công rồi đó. Dạ. Là mình có lời là không hết sợ lỗ. Thì nãy giờ cũng quên nữa cả nhà, kéo qua kênh anh Tiến Võ Miền Tây để ủng hộ ảnh một súp nha cả nhà. Hả? Hả? Đó, cái dây điện, cái này là dây điện nè. Đó, cái này là cái ao của anh, còn cái ao này của anh. Của này đứa em. Đứa em, còn dạ. Ao anh bên kia là ao xuất được đúng không? Kia, đúng rồi. Dạ. Còn cái này mình có cái quầy nuôi tôm, mình có làm gì nữa không Tiến? Ở đây chỉ nuôi tôm thôi, với chăn nuôi, gà, rồi dạ. Vậy thôi. Đó, thì cái này là có dịp mà anh em nếu mà về miền Tây muốn liên hệ anh Tiến, muốn vô đây chơi được không? Được á. Được hả? Dạ. Trải nghiệm rồi săn bắt luôn này nọ anh dạ, có cái ghe dạ. Đó ra xong rồi tôm anh có dạ. Đặt lọc tôm thì cả nhà cũng bật mí cả nhà luôn là thông qua cái anh Phúc Béo đó là anh Phúc chị Thảo cả nhà thì mình mới biết anh Tiến thì nói chung là có dịp về đây thì ghé anh Tiến chơi mà rất là tiếc là không đi được với anh Phúc với chị Thảo. Nói chung là để dịp nào mà đi chung với anh Phúc chị Thảo chắc cũng rất là vui á. Hôm nay là có anh của mình anh Võ Sĩ Lộc nữa cả nhà. Đó cả nhà kéo qua ủng hộ cho anh Võ Sĩ Lộc một giúp nữa nha. Em đây có cái đồ tập tạ hả anh? Cái kia là đồ tập tạ luôn. Đâu cái anh muốn tập không? Anh muốn tập đó cũng hơi nặng ha. Đó tập squat. Cái đó là biết gì không? Thường thường ta nói cây láp á. Phải không? Phải cây láp đúng rồi, đúng rồi. Cây láp mà này hình như anh chế rồi ấy á. Cái cây mà nói trong cái xe tải hả anh?
không cái lớp lớp bờ mà nói trong cái mây máy ra dàn quạt á, như cái mấy cái đó vậy đó, mấy cái cốt á. Dạ. Còn cái lắp máy là cái gắn dây dịch lại đằng kia kìa, cái dài dài đằng đó nữa. Đây là oxy cho nó. Nó chạy oxy á. Ở đây thì dừa này là mình có bán hay là gì không anh? Dừa này là bán. Dạ, dạo này có giá không anh? Không, dừa này cũng không có giá. Dạ. Lô dừa nào này không có giá. Dạ. Dừa quê mình có giá thì nó đỡ, không có giá thì quê mình nó hơi hơi khó. Nói chung là coi mấy cái clip mà mấy anh ở trên Sài Gòn mà xuống đây hội ngộ với mấy kênh ở dưới đây rồi thắc rất là thích luôn cả nhà, thì hôm nay được trải nghiệm. Nói chung em cũng là người miền Tây nhưng mà kiểu như là em ít trải nghiệm miền Tây lắm. Dạ. Nên thấy mấy anh này thích. Thôi bây giờ là ảnh cũng làm một cái mâm ở trong kia rồi, ảnh kiểu như là đón anh em mình, thì bây giờ mình vô trong mình thưởng thức món ăn nghe nha. Xin mời cả nhà vào trong thưởng thức. Dạ. Quê của mình. Rồi hay rồi, đi tham quan xíu nữa. Đã. Hết rồi. Này phải em về sớm mua mấy cái này. Cái tôm này phải đặt người ta trước. Dạ. Chứ dạ như tôm thiên nhiên thì có nhiều người ta ta mua hết trơn à. Cái này cái đầu nó gạch, gạch ghê lắm nè. Tôm gạch á. Mấy cái gạch này nè, gạch nè. Nó cái gạch này gạch, gạch sói á. Này 100 mấy ký, đã không cả nhà? Tôm thiên nhiên nó đỏ vậy. Cái lương này để đây đi, ném lên. Hết chỗ để rồi. Cái này là gì? Đó là lẩu. Mẻ hả? Mẻ. Còn này dê. Ồ. Dê hấp tô. Đã. Nay về quê anh chỉ để cái mấy món dân dã miền Tây thôi. Mấy cái này là trên chảnh là thì thôi á. Lương này thì chắc là lương nuôi nhưng mà tôi nuôi rất là lâu năm rồi. Dạ. Cái dạ này nói chung là nó ngon như lương đồng luôn. Dạ. Thịt dạ cắt à. Cái này là anh ấy sẵn, anh nhúng sẵn rồi phải không? Này là chín rồi. Giờ chỉ mình bỏ vô nóng mình ăn thôi. Dạ. Không mà lương này ngon lắm, nó so với lương. Dạ, thôi kêu qua trong nhà ra ăn luôn anh để tối á. Rồi, này giờ tao để chút thịt. Dạ. Em. Giờ rồi, cái nhà thì xin phép chia người con tôm ha. Dạ hỏi xin phép anh, nhà anh muốn làm gì làm đi. Dạ, tôm thì giờ bóc tay đi, nắm râu ha. Dạ. Dạ hết xuôi. Bóc cái dây chuyền nè. Quá nè. Nhỏ con nhỏ. Vậy là bóc cái râu nó vậy là lủm luôn con luôn. Rồi mời. Mời luôn. Bóc lủm luôn, bóc lột. Con này con gái nè. Bỏ đi đi. Con này nó đón rồi con gì? Tôm này tôm thiên nhiên đó, nó lọt chọt vậy, nó bự nhỏ vậy nhưng mà con nhỏ nó có gặp. Em không cần biết, con này sắp vô bụng em nè. Hồi có cơn gió cái nó mát vậy. Hồi này có gió rồi. Dạ. À, còn ai có chưa có không? Của ai? Dạ còn mình. Để em cài cái mic về cho anh tiếng. Để anh nói cái gì. Nào giờ nó không đem mic bự, đem mic nhỏ dạ. Luôn. Của em xài bự bự mới phát. Bự phải đeo bự phải không? Dạ em bự bự vậy không? Đó. Rồi dùng tôm nha. Dạ. Tôm mình lột tự nhiên. Rồi. Thôi mời cái nhà nha, còn con tôm nè. Cái này mà 100 mấy một ký. À, bữa nay em đi sớm là em sẽ. Tại xuống đây là nếu mà đi cho bao nước chừng dạ. 5-10 bữa một cái là nhiêu cũng có đó. Giờ nó dặn á. Dạ. Tôm thiên nhiên không mà bắt lên ăn liền mới ngon. Tôm này nó ngọt á. Anh ăn đi. Hả? Anh ăn đi coi như nhà của anh đi chứ. Dạ của anh. Thôi nhà này nhà của anh. Nhà của bà mẹ anh. Ôi. Nhưng mà trước sau cũng của anh đúng không? Không, anh cũng ra riêng không ở đây. Trời. Anh đã ké. Dạ. Tên mình chấm với tiêu chanh, dĩa với tiêu chanh. Đây, đây, đây có bên đây nè. Thế thế con dĩa à? Anh em chấm chung ha. Dạ, chấm chung. Đây. Có muối tiêu chanh sẵn với hũ hũ của mẹ. Đây có nè. Rồi thôi em xin phép trước. Đây. Đổ tâm này tâm xong chứ mình ăn gì trước mấy tâm kia có sao không anh đấy? Không có sao. Dạ. Rồi mời cái nhà nha, mời anh Tiến à. À, tại vì tôm này chung dòng sông mà. Rồi. Ừ, ngọt rồi đó. Nice. Mời cái gì? Nó. Tôm này nhỏ mà có gạch. Ừ, ngon lắm. Nhưng mà khi con mấy con bự nó không có gạch, nó không có điều. Ở ví dụ như con đực nó có gạch không anh Tiến? Có, con đực nó gạch đó nhiều hơn á. Dạ. Nhưng điều thì có con này con kia, nó không có điều. Vậy cái gạch nó là khác cái trứng á. Ờ, trứng nó khác. Để em ăn xong lấy năng lượng. Em gọi em gẹo gan phút mới được. Tôi lấy cái miếng giấy giấy khô. Ừ. Anh Tiến ăn đi. Ăn đi để mắc cỡ. Ôi trời ơi.
Sao nhỏ nhỏ vậy nó mới ngon nè. Con này nó ấy nè. Ngon miếng gì? Ngon không? Nè thử con này đi. Nè, con này ngon nè, anh thử anh mời. Trời ơi, anh mới ăn xong rồi. Nè, con này nó anh với lấy gì dùng tôm ăn hoài. Rồi anh làm hoài vậy đi thái lắm á. Rồi mời cả nhà nha. Còn anh Tiến anh đưa được cả nhà. Nó dẻ. Nice. Thiếu chanh, thiếu tắc. Ngon quá. Chết rồi, đã quá. Rồi mấy anh em dùng tự nhiên nha trời. Dạ. Hôm nay xuống đột ngột quá, chuẩn bị cũng không được chu đáo. Nếu mà lần sau thì anh chuẩn dạ, dạ, bị chu đáo hoành tráng hơn nữa. Vậy là chắc chắn có lần sau à. Lần sau, lần sau nữa. Đây. Sau nữa. Em mời em chúc sức khỏe. Anh áo sọc anh tên gì? Anh tên 10. Thứ 10. Anh 10. Dạ. Rồi anh rồi. Chắc anh của anh Tiến hả? Mời mấy anh. Chú không? Chú à hả? Thôi vậy là chú 10. Chú còn nhỏ tuổi. Dạ. Mới bốn mấy tôi xinh xanh à. Bốn mấy rồi có vợ. Xin mời mấy anh em vô vô vô. Vô. Mời cả nhà chúc sức khỏe cả nhà nha. Cái này mình uống trà lá. Trà lá rồi nóng lực uống bia đã ghê. Hồi nãy giờ em chơi 100 không chơi. Xuống luôn rồi đó, xuống lon luôn rồi đó. 100 luôn à. Đã quá anh nè. Vô đá. Bỏ đá vô. Nhưng mà thật sự là tâm sự cả nhà luôn là cả nhà thấy mình nói chuyện vậy chứ lần đầu tiên mình xuống đây. Lần đầu tiên xuống đây luôn á. Thật sự là mới kiểu như là biết anh Tiến lâu rồi. Nhưng mà cũng không qua anh Phúc. Thì để bây giờ gọi anh Phúc nói chuyện với anh Phúc xíu á. Cả nhà ở đây chắc cũng biết anh Phúc mà lâu lắm anh Phúc không xuất hiện trên kênh của em á anh. Vậy hả? Dạ. Kiểu mấy anh em gặp nhau á, cùng làm YouTube là mình cũng có chung tần số rồi. Dạ. Đặc biệt là anh là hội ngộ nữa. Mình xuống đây là mình hội ngộ với nhau. Dạ. Ở lúc trước á là ảnh có kênh Hội Ngộ Miền Tây. Nói cái kênh ảnh đặt là đúng ấy luôn á. Đúng tinh thần luôn á. Đây. Anh đang ở Việt Nam hay anh đang ở Mỹ? Việt Nam. Dạ. Là sao mém ở Mỹ rồi sao? Thôi bây giờ chạy về vòng chơm chơi được không? Dạ. nhìn thấy máy là chào cả nhà liền luôn á. Công nhận đúng là anh cả. Đây anh nhớ em là ai không anh? Chào anh. Khỏe không anh chị? Khỏe đi chơi hả anh? Chào em. Dạ chào anh chị. Đó, sao vậy? Mới lên giường hả? Em nghe lên phường. Anh nghe vậy. Không, mà anh lên phường mà mệt mấy anh phường mới mệt đó chứ. Đó anh. Mà anh nói nghe nè, hôm nay rồi vậy rồi sao giờ? Tôm. Anh bên đây nữa nè. Đó, đi không có anh là giờ phải nhớ tới anh, phải gọi anh đó. Dạ, em bên anh Tiến. Thì quê em chơi anh. Dạ. Không, anh mấy ngày nữa anh đi rồi nên là anh không đi đâu được. Dạ. Dạ. Em rủ anh rồi, em rủ anh. Anh nói là em cứ đi. Đi tới đâu rồi gọi video call đi cho anh tới đó. Đó. Anh em kéo nhau qua bên cho Vinh chơi đi. Chắc em chuyến này chắc em đi trong ngày về anh Phúc ơi. Chắc tuần hai tuần nữa em về đây mấy ngày á. Đó. Kéo xong rồi kéo Tiến rồi đi qua. Trời ơi, tương tác với nhau mấy kênh chơi gì đâu. Dạ. Rồi đi tới đâu em? Em cứ nên nhớ cá nhỏ không bao giờ ăn được cá lớn. Nhưng mà anh có kênh không? Em kéo kênh anh. nhớ cái câu này anh nói nha mập. Em nhớ mà. Dạ. Nên là chỉ có cá mập mới ăn cá nhỏ, mấy cá nhỏ thôi. Không, cá mập giờ nó ăn chay rồi anh. Cá nhỏ không bao giờ đúng được. Ở chị sao vậy? Em thấy chị cười rồi. Thầy nghe hay quá cười. Dạ. Anh thấy uy tín không? Kêu là xuống là gọi video call về cho anh là gọi liền á, mới vừa ăn mới có con tôm á. Dạ. Mình nói chơi mấy anh em chơi tương tác với nhau. Mình dạ. Trong Nam chơi theo kiểu trong Nam. Dạ. Rồi, vậy nhưng mà lái xe gần tới nhà cho anh. Còn mười mấy cây nữa. Đây, vô một cái.
Vậy mời anh ly luôn mời. Biết anh không có ly với mời nhớ nè, vô cái nha. Dạ mời anh ly. Dạ đây nè, anh dạ. Dạ rồi, dạ. Anh Phúc chào cả nhà đi Phúc ơi. Dạ. Dạ. Rồi đó, coi như có anh Phúc ở trên bàn tiệc rồi đó. Vậy hết thủ tục nha. Dạ rồi, thôi uống ly, uống ly cho có nồng độ cồn, hỏi đang có đồ chơi anh ơi. Ui trời ơi. Dạ dạ. Vậy ha, bye bye anh chị nha. Dạ dạ. Rồi, đây đây đây. Giờ. Ly bia trắng nhấp ngủ hoài không hết trời. Vô cái đây, hay vô thì vô nào. Đây vô anh. Vô. Rồi chị ấy vô ăn với em miếng chị. Giờ mình đang ăn lẩu đi ha. Dạ. Anh bãi gì em ăn cái đó. Rồi. Chứ em ăn con tôm nha. Không, mấy lựa tôm nhỏ. Dạ. Nhỏ càng ngon này, có muốn tôm trứng không? Tôm trứng luôn. Ai thích trứng không? Tôm trứng với bọt nha. Dạ. Trứng kìa, trứng cho phụ nữ đi. Trứng đi. Hả? Phụ nữ bây giờ đang cần em bé á. Đây, tôm trứng này cho phụ nữ đi ha. Đây, mời phụ nữ. Đó, nó cứ ngắt luôn, nó cứ gạch khối. Hả? Ngon lắm. Trứng của tâm tìm của tụi em á, chắc anh Tiến xem anh Tiến cũng biết đúng không? Dạ. Là ăn nhiều. Đó, mà ăn mà thả ra cái ăn mà ngon vậy là nó mới đáng bữa ăn nè. Đó, chứ ăn nhiều là không có thưởng thức được nó trọn vẹn á. Nhưng mà anh có xem thường xuyên không? Anh theo dõi anh Tiến thì suy nghĩ là sau này anh làm một cái mâm tôm bự khổng lồ cho mấy anh em thưởng thức. Chắc cả chục ký á. Hả? Chắc cả chục ký mấy đứa nào. Dám đâu, nhiều lắm á. Chục không mấy đứa. Đâu chục ký, đâu hết được. Cái tôm này là có một ký mấy thôi, nếu mà 3 ký là nó đành đầy cái dung rồi. Rồi. Dạ. Anh nghĩ là 3 ký là nói chung là trung bình được á. 4 ký không nhiên là 3 ký rồi. 4 ký là nhiều. Ờ đúng rồi. Hồi nói chứ nhà nuôi tôm em không dám nói, nhưng mà có dịp nào đi rồi anh Tiến gọi em về ha. Dạ. Dạ. Lúc này khiêng đi luôn đi. Khiêng con cái này chắc 2 con ký của anh hả? À, nhiêu đây hình như mấy ký vậy. Con này chắc tại này lương này lương khổng lồ lương lâu năm. Lương nó nuôi ở đây là nó nuôi ở trong bạc hay là nuôi sao? Lương không bùng. Dạ. Rồi. Thì cái mình nóng lên chia thằng người khúc rồi. Nó xây đâu có bể xi măng là dán gạch là chứ không có bạc. Dạ. Ở trên con cũng vậy á chú. Hồi nãy em thấy cái gì chấm mắm ruốc ngon cái này. Xoài chấm mắm ruốc. Rồi em ơi món này lắm. Rồi. Em ăn cái này mà tới mà ai gượt em chạy thôi á. Món này xoài này không có chua hung nè. Em phải không? Phải chua mà chua kiểu như cái chu mà phải còn sống á. À. Anh ăn cỡ đó đó. Không chua lắm rồi. Đây là xài không có chua. Nhưng mà mắm ruốc ở nhà anh làm hả? Không, mua hũ. Về dạ. Mình chế biến nhẹ nhẹ lại. Thì cả nhà ơi, thì hôm nay ghé đây là anh Tiến với chị Nga. Thì hai vợ chồng thôi, mình giới thiệu kênh của anh Tiến thôi, chứ chị Nga nào có làm kênh mình giới thiệu nha. Đó thì cả nhà có rảnh thì cái nhà lên sệt là Tiến Võ Miền Tây, ảnh chuyên làm về chủ đề mà săn bắt rồi đi sông rồi á, nấu ăn đồ cái kiểu. Rồi mấy kênh anh em ở dưới đây vòng thì anh có chia sẻ về trang của ảnh, thì cả nhà vô đăng ký ủng hộ anh em mình làm YouTube một sub cho vui vẻ cả nhà. Cũng cảm ơn cả nhà. Rồi với lại anh của mình nữa, Võ Sĩ Lộc đó. Võ Sĩ Lộc thì làm về vlog ăn nhiều cũng có, ăn ít cũng có, mà ăn dậm cũng đó khó luôn. À, sau này thì có bán quán đồ cái kiểu ở nhà thì chắc cũng nấu ăn đồ này kia thì chắc cũng có luôn. À, nói chung là cũng về đây á anh Tiến thì thấy anh em kiểu như mới gặp lần đầu á, nhưng mà anh em mình kiểu như giống như là đã theo dõi nhau á qua YouTube này kia rồi đó. Giống như là về đây là mình bắt cùng tần số liền. Dạ. Nên là rất là vui với sự đón tiếp của anh Tiến dành cho team của mình cả nhà. Dạ. Vỗ tay cho anh Tiến nào. Đúng không? Hay quá.
đúng là thầy võ sư nói chuyện cái là vô vô bài liền, vô có chàng vỗ tay liền, còn em nghiệp dư nó khác, nó không ai vỗ tay hết trơn á. À. Vỗ tay là đó, thấy không, nghiệp dư vỗ tay không giòn, cái vỗ tay lên lên đó không đó. Ủa, chứ rồi cái đó mình ăn với gì anh Tiến? Này ăn với bún đâu anh, đâu anh khai khai đau đi chú cây rồi dầm gấp lương trước đi. Ở đây là dê, dê hấp, hấp tí tô. Cái dê này nó cứng quá, nó già nó cứng. Sắn khúc 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 kìa anh. Đúng rồi, sắn khúc khúc mà nó cái xương nó cứng vậy. Cái anh phải sắn ngoài ngoài cái xìa trước mọi người khúc. Chắc đều. Này không đều được chứ mọi người ơi. Này 80 90 thôi. Tương đối thôi. Tương đối thôi, dạ đúng rồi. Em nói thiệt tại vì anh thấy tụi em mới về đây anh đãi nhiều món chứ một mâm tôm này thôi là nhậu là hết thùng bia rồi đó. Không. Chứ đừng nói tới mấy con rương này nữa. Thôi mời từ đây trước đi ha. Về đây dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh. Đó. Quá đã luôn. Qua đây đi. Dạ dạ. Em cảm ơn anh. Rồi. Ôi. Thơm thơm mẻ, cơm mẻ. Lương nấu mẻ thì dễ ăn hơn. Mẻ mà để quá. Đúng đúng vị miền Tây còn còn ngọt á. Nó siêu bự. Trời ơi nó cứng. Ôi xương mà nhấp cái cọc luôn á. Đây. Đây. Anh khúc cuối cùng hình như ngon hơn á. Rồi dùng 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 anh vô chén anh cái đi rồi dùng luôn. Rồi. Đây mời cả nhà. Trời ơi. Em bỏ rau vô. Chấm này luôn. Mắm rồi. Ừ. Rồi, nó ngọt anh ơi. Rồi lấy giùm cho miếng nước. Cho nó mắm nó trong á. Cái mẻ mẹ nó pha đúng vị luôn á, đúng vị miền Tây luôn. Ngọt ngọt ngọt. Cái mẹ nhà nuôi luôn á. Đúng rồi. Ngon quá. Thôi nhưng mà em xin phép ăn cái kiểu này cái đi. Đúng rồi, bún á. Đó. Cứ ăn nước vô. Rồi, múc bén. Dạ, cảm ơn. Là mình anh Tiến mình đi xong mình bắt vậy đó là mình về mình chỉ quay clip thôi hay là về có mình bán luôn? Bán thì ít, nếu mà sau này anh đặt tôm số lượng anh đang đặt số lượng nhiều có thể là bán luôn. Dạ, ý là anh đi ra đó là đợi nước cạn rồi mình mò hay là sao em cũng ít đặt cái lợp á, cái lợp vậy nè. Dạ. Canh nước rồng chuẩn bị có, nước lớn mình đặt. Có bao giờ đi ghe cào không? Có em thấy cái vụ cào tôm này là khủng hoảng luôn á. Không, anh đặt lợp thì nó có số lượng cũng nếu mà đặt cũng kiếm được 1-2 kg là bình thường. Hết hồn tưởng uống bia chứ nay là ông này lái với ông bìa cái bên kia lái đó kìa. Hai tài xế hả? Hai tài xế. Đi hai xe uống nước ngọt đỡ ha. Thèm bia quá anh ơi. Thôi lỡ ngọt đỏ đi, mày uống nước ngọt tưởng tượng bia đi. Thôi khó lên, công an tỉnh Bến Tre đã coi là biết luôn rồi đó. Mấy ông coi, mấy ông coi mình về Sài Gòn cả tuần lễ rồi. Rồi thôi vô nha. Sao không ăn gì hết trơn rồi trời, em thấy em ăn hôm clip lên chắc em bị la quá. Vô. Có hả? Mấy anh ăn em mới dám ăn á. Vậy hả, vậy đây. Ừ, ăn đi. Trời ơi, giống như nhà của em quá. Nói chứ hồi đó về em không thấy uống bia nha. Mà sao tự nhiên bữa nay uống đã dữ rồi trời. Thôi nóng nhập quá hả? Dạ. Nóng uống vô đã. Quá sẽ đã luôn. Lon này lon thứ ba nè. Đúng hả? Dạ. Anh em ăn đi nha. Có chuẩn bị con gà cũng bự lắm nhưng mà nghe nói tỉnh là từng gà thôi.
Dạ. Con gà khổng lồ á. Thôi như em một con gà khổng lồ là con gà gì anh? Gà lôi hả? Không, con gà nồi mà nó bự á, nó phải 3 kg mấy. À. 3 kg mấy là nó bự. Trời, cái đó mà. Cái đó phải có thời gian anh giải cày. À. Giá cày nữa là đúng bài. Giá cày xả đồ này nữa đâu, dạ. Dưỡng được. Con gà đó chín cửa. Chín cửa chín hồng mau hả? Dạ. Cho nước lẩu không vô. Không kêu con gà khổng lồ. Cho khổng lồ. Lá quế nữa. Bắp chuối đó đã ha. Bắp chế nè, bắp chuối này, bắp chuối sáp không em? Chú hột. Chú hột, chú ngọt còn ngon nữa. Mình chấm với chú hột này là ngon nè. Múc thì múc vô chén nữa, tô đúng rồi. Anh bỏ miếng luôn vô nữa cho nó nóng. Rồi, rồi để em. Nãy giờ anh Tiến rồi, giờ tới em ấy luôn đi. Em khai đao món này luôn. Đó. Vậy đấy con lươn lên thui luôn không? Ấy còn lên cho nó nóng. Còn nhưng mà anh nhìn con lương á, cái bụng nó vàng nhím vậy á, là nó ngon anh. Nó vàng mà nó đen vậy nè, là lương chất lượng. À. Mà mấy con lương này đó là anh để là nó sắp nói chuyện rồi đó. Dạ. Nó già nó sắp nói chuyện rồi đó. Đó mồi qua đây. Được anh. Không mồi này đít bô. Được rồi anh. Được anh rồi. Đục. Cái đó bên đây mà. Lên đây. Lên đây. Yếu tim mà hù. Nút yếu tim á. Anh đang trong giai đoạn bị yếu tim á. Không chỉ nghe mùi dê mà còn nghe mùi khét nữa. Khói như vậy á. Cho nên nãy giờ nó cũng nóng lắm rồi. Đồ đũa này đũa mới vậy nha. Bên dê nướng dế bạc. Ở đây nó bán, nó có bán dê quyền còn không anh Tiến? Có luôn. Bữa nào về là anh cho em, cho phép em nha. Là mua một con hai con dê, cái ở đây bạn của anh hay gì đó, anh rủ lại em làm con dê ăn nhiều món. Sai cách làm không kết quả. Đây. Không cái miếng giấy á, miếng giấy á. Gấp miếng giấy là. Được không sao đâu. Anh thử cái nước còn mà nó còn nước. Cháy nó lâu quá còn nước. Chế còn. Không tại miếng giấy á, nãy dục miếng giấy qua nó cháy chứ đâu khét được. Rồi, ok. Đây. Lâu đi, lâu rồi. Mày mời con dê đi. Oh. Anh là đúng con dê đúng không? Tuổi con dê đúng không? 91 là dê đúng không? Đúng rồi. 91 là sinh năm 91. Còn hả? đây là con trâu nè. Thiệt luôn hả? Ghê không? Đẻ dữ vậy. Còn cái đây gì anh chưa gọi ra được. Đây em. Dạ. Em gì đây? Đây anh chó. Đây gấp đây. Sẵn sẵn đổ chén luôn. Không, ý là em tuổi con gì vậy chứ? Em 97. 97 đây trâu. Ủa mà đạo chúa là không biết mình tuổi con gì đúng không? Dạ em biết 97 chứ tuổi con gì. Ờ trời ghê vậy trời. Này gấp hết cái mẻ này là đưa lên mẻ mới nha. Dạ. Rồi. Cái này chấm mắm nêm hả anh Tý? Chấm chào hả? Chấm chào. Về chấm chào. Vậy em sai rồi. Rồi. Nó lên mẹ mới luôn. Đây nè, rồi chấm trước đi, em vét cái này á. Đây. Đây lên mẹ mới, vét lên mẹ mới liền có liền. Đây em vét chưa chén em nè. Nãy giờ mày dụ anh hai lần này á. Lên. Đúng không? Thấy chưa? Rồi. Heo nhà mập nó nhờ cái mấy cái này nhờ cặn rồi không? Cho vô. Này nắp lại cái nắp đâu ta? Nắp nó là rồi cho đây. Vô tí tô lên. Ồ. Đây, mời cả nhà nha. Mình sẽ làm nấu thuật đẩy nắp. Ừ. Và mở nắp ra là hết thịt.
mấy anh ở dưới đây á, được cái là mấy ảnh là vừa nấu, nấu xong rồi quay công đoạn nấu rồi ăn luôn cái nhà. Còn mình thì được cái là mình làm YouTube, mình được cái là mình ăn, mình ăn nhiều hơn nấu. Ăn đi anh. Thôi dùng miếng. Bỏ cái này là anh mua thịt người ta bán, nó không có da nên... Có da. Ê. Của ông á, anh vợ bán á. Dạ. Mình mua sắt có da. Ngon quá. Tại cái mẻ này nãy mình mấy anh em nói chuyện hơi lâu cho nên nó hơi hơi nó hơi gơm. Dạ. Em tiếng ở đây còn đơm đớm không anh tiếng? Đơm đớm hả? Còn. Nó còn á. Ta xong tìm được một vài con nữa, nó bận. Thấy thằng bé cầm đèn pin đom đóm. Lúc đèn đom đóm như cái ức tuổi thơ hả? Dạ, hồi dạ. Xưa hồi nhỏ là bắt hai bắt mấy con đom đóm cái đuôi đó là nó phát sáng. Bỏ vô cái chai dạ. Chai khí tinh đó. Dạ. Có chỗ em thì ta có người bỏ vô cái trứng gà trứng vịt đó. Nhưng mà ở đó xưa rồi anh Lộc ơi. Xưa. Xưa dạ. Bây giờ đèn đốt sóc hết trơn rồi, đi nhắc đom đóm. Công nghệ hiện đại 4.0 rồi cái đèn. Anh Tiến giờ sẵn có kênh em là kênh em là cũng có tương tác, bây giờ anh muốn nhờ khán giả bên em cái gì không? À, thì anh thì làm cái kênh dân giả hồi từ nay mấy tháng rồi. Dạ, không nhưng mà em thật sự là em cũng biết rồi, nhiều người cũng thích coi những cái chủ đề giống như anh. Nhưng mà thì bây giờ là có sẵn có khán giả ở đây thì anh muốn nhờ khán giả qua đăng ký hay là cái gì không? À, thì lần đầu tiên người phút ha, người ta thấy dì quê anh chơi anh Võ Sĩ Lộc rồi nè, Võ Sĩ Lộc với mấy team của Mập Phút. Dạ. Rồi đến gia đình anh chơi thì anh cũng có làm cái kênh là Tiếng Võ Miền Tây, thì anh cũng mong cả nhà trên kênh Mập Phút qua dạ. Kênh Tiếng Võ Miền Tây ủng hộ cho hai vợ chồng dạ. Bằng cách nhấn nút bấm đăng ký để cho kênh phát triển. Dạ không, như em thật sự là em cũng muốn anh nói, với lại có một cái nữa là thí dụ như 11 mà khán giả bên em lỡ có muốn xuống đây thấy dưới đây vui quá dạ. Muốn xuống đây chơi thì có thể là cho xuống đây không? Tại bất cứ lúc nào. Dạ, số điện thoại luôn. Số điện thoại anh là 0388 019 129. Dạ rồi, có đó, khán giả nếu mà ai mà có nhu cầu về miền Tây mà thực tế giống vậy luôn, trải nghiệm giống vậy thì không, cái này là mình đi đâm ngang xương nha. Chứ thật sự nếu mà có thời gian về là sáng sớm hay gì đó là anh dẫn đi bắt cá rồi bắt này kia rồi anh dẫn luôn. Chuyện nhà đó là sẽ hay hơn. Em coi mấy clip mà anh Phúc xuống đây rồi với mấy anh là thấy mê lắm. Mà anh Phúc thì thường cũng xuống ăn xong đi về. À, cũng có tham gia đi với mấy anh em đi sang bắt một lần hai lần. Dạ. Cũng vui. Thì đó, thôi thì mong là khán giả sẽ qua bên kênh anh ủng hộ anh nhiều nhiều. Rồi, anh thật sự là cái này là anh em làm với nhau để giới thiệu kênh với nhau thôi cả nhà, chứ mình không có nhận một bất cứ một cái gì từ anh Tiến hết trơn nha. Đó rồi vô, chúc cả nhà sức khỏe nha. Rồi em chắc làm một, em mê cái vụ lương quá, em làm một chén đó nữa sao không, anh em mình ngồi chơi chút xíu. Rảnh mà chơi thoải mái này. Dạ. Không khét, tại khét là tại miếng giấy á, miếng giấy ở đây các bạn. Trời ơi, ba cái gì giấy á. Miếng giấy tại nãy mồi giấy qua nó khét chứ không phải là khét cái kia. Nhưng mà thí dụ như anh bán vậy nè, là mình thí dụ có gửi Sài Gòn hay là gì không anh Tiến? Chắc kiểu như thí dụ như dư rồi bán thôi chứ ở nhà mình đâu có kiểu như bán ấy hả? Tại đây không có tới khác nào, ở đây có ấy người ta đặt rồi, người ta mua rồi. Dạ. Tại vì đây là cái bán gì thiên nhiên người ta thích nè. Dạ. Nói chung bây giờ ở quê hay ở Sài Gòn cũng vậy, nói chung đồ thiên nhiên, đồ sông, đồ ấy là người ta phái chặn đầu người ta mua hết trơn. Chứ mấy cá hùng hỉnh đồ này nọ đồ đó. Dạ. Người ta thích. Cá hùng hỉnh, biết cá hùng hỉnh không? Cá hùng hỉnh. Ừ. Cá hùng hỉnh này là mấy cái loại cá nhỏ, nó đủ thứ á. Dạ. Tập tàn rồi đó. Nó đủ thứ hết á. Ừ. Còn ở chỗ thì người ta kêu rồi cá trắng, cá đen. Một phút ra anh, một phút ra nha. Rồi. Rồi. Em nhiêu đây nữa rồi. Bún ăn bún không? Đó, cái dê là chín luôn á. Ui. Đó,
riêng đó. Đã cắn ngay cái bụng đó má ơi. À, nhỏ này nè nè, có cái bổi nè, bổi chuối. Dạ dạ dạ. Nhưng mà mình nãy giờ mình nói chuyện với anh Tiến, nhưng mà mình thật sự mình cũng khen mấy chị nhà nha. Làm cái gì? Cái bắp chuối với cái gì hăng chuối. Hả? À, cái lỗi chuối á làm mà trắng tinh à. Cái này có không quá chắc không vậy? Ngâm chanh đúng không? Chanh đúng không? Đó, quá chất từ chanh. Đó. Tự nhiên á. Thế quá mấy chị ở miền Tây thôi là hết bài rồi, còn gì nữa. Về thanh nam thanh niên về nhiều. Được cái giờ em cũng miền Tây, rồi giờ em cũng khéo á, mà cũng có món biết làm, món biết không biết làm. Không phải là thấy quá khéo rồi. Dạ. Rồi. Không mà em cũng công nhận vậy, em cũng có nhiều món vậy, em khéo lắm. Giỏi mà trời ơi, thấy hai chồng gì cũng biết làm hết. Em thấy thèm luôn. Ừ, ngon quá. Ai không? Dê này dê tơ á. À, bún á, bún với mẻ, lươn. Đây tính gà ai cũng ăn lươn được không? Dùng hết dê nè, dùng hết dê đó. Nó mềm nó mới dai á, dê á. Tại nguyên con cũng có luôn. Rồi không? À. Bữa nào? Mạnh vô anh. Dạ. Tuấn nãy giờ không nói gì trơn em. Dạ. Nãy giờ không nói gì trơn hả? Dạ. Ngon không? Ngon. Ừ. Khẩu vị miền Trung mà về miền Tây thì nhiều khi không hợp. À, không nói nên lời. Ừ. Tỉnh nào? Khánh Khánh Hòa. Khánh Hòa. Cấp cấp nha, xương nó cứng. Có gừng. Ừ. Bây giờ có gừng. Bỏ gừng với xả. Dạ. Dê. Nhậu với cháu rể mà mình cũng hai tuần ở Ninh Hòa. Thị xã Ninh Hòa. Này cũng Ninh Hòa. Phải không em Ninh Hòa phải không? Ninh Hòa là qua nha chứ. Xin nhà, xin mời cả nhà mình miếng dê nha. Ngọc. À, xin mời cả nhà mình miếng lương. Xỉn rồi phải không? Tê tê rồi phải không? Nãy giờ uống giờ hơi phê rồi đó. Phê. Đồ anh có ba lon à? Em vui lắm, em cũng lâu rồi vui lắm em mới uống được chè. Lương này nó dai cả nhà. Lương này nó già đó. Dê dai mới ngon chứ đường dai. Có nhưng mà nãy giờ em ngồi đây được cái không có mũi ha. Có không? Anh mặc quần dài không thấy mũi. Rồi em làm miếng dê các em kết thúc clip rồi cho chị vô ăn, chị đứng chị quay hoài em ngại quá trời đó lắc nè. Ăn tự nhiên đi. Dạ. Đây, em mượn cớ em làm miếng dê mà. Đây mời cả nhà nha. Đã rồi không? Thì cuộc vui nào cũng phải tàn á nha. Thì nói chung là cái này cũng chưa có tàn lắm đâu, nhưng mà cũng mời anh cái với mà anh em cái ha. Rồi để mình kết thúc clip, để mình ngồi mình chơi cho nó lâu lâu xíu, chứ để clip dài quá cái khán giả xem cũng đâm ra cũng không có được ủng hộ cho lắm. Đó thì thôi trước khi Mập uống hết ly này Mập kết thúc clip luôn nè. Thì trước khi Mập kết thúc clip thì Mập cũng muốn nhờ khán giả của mình Mập Food một lần nữa là qua kênh của nhất là kênh của anh Tiến Nhỏ Miền Tây đó, thì Mập chắc Mập cũng sẽ dẫn link đi cho cả nhà dễ đăng ký hơn, là Mập sẽ để cái link ở dưới phần mô tả hoặc là dưới đầu bình luận hay gì đó, hay là Mập sẽ chiếu cái hình ở dưới phần dưới đây cho cả nhà hình dung được cái tên kênh của ảnh đó. Thật sự là anh em nhiệt tình và nó nhiệt tình lại cả nhà đó, để ủng hộ ảnh cho ảnh được đề xuất nhiều nhiều cái nữa đó, anh em có động lực để làm YouTube. Rồi quay ra thì có kênh của anh Võ Sư Lộc của em nữa đó, thì cả nhà cũng đăng ký anh Võ Sư Lộc thì bây giờ lên đánh chữ Võ cái là nó ra rồi, khỏi cần phải giới thiệu nhiều, nó lan man nữa đó. Thì
Anh Lộc phải uống hết ly này mới đăng ký á. Rồi, thấy ít xịu à. Anh uống hết và ăn ly kế bên. Ly kế bên. Ly kế bên đi. Đó. Rồi anh cũng cảm ơn Mộc Phước nhiều. Dạ, rồi. Nói chung là anh quá nhiệt tình. Em thì em chỉ nói vậy thôi, với khán giả thấy nhiệt tình là khán giả qua rồi, khán giả đăng ký rồi nè. Chứ không cần phải kêu nhiều. Em nói thiệt sự luôn. Anh cứ để ý đi, nếu mà kênh anh mà lên mà dưới 10 sub anh cái gì em cũng chịu. Không, nhưng mà 10 sub. Kênh anh giờ mới có 4.000 mấy mới được 10.000. Thì 4.000 mấy. Em mong là thôi clip này lên chắc được 5.000 đi. Anh sẽ mời làm cái thiệt, mời mấy anh em tới giữ. Dạ, 10.000. 10.000 ha. Dạ. 10.000 thì cái đó chắc phải xuống vài chiến nữa chứ em không tự tin đâu. Em không tự tin là một clip lên 10.000 đâu. Không thì phải vài clip mới được. Dạ thì đó, thì cũng mong là vậy, nhưng mà thôi trước mắt lên 5.000 đi là thấy là rất là mừng rồi cả nhà. Đó thì anh rất là nhiệt tình nha. Rồi vô. Vô. 1, 2, 3 vô. Rồi cả nhà nếu mà muốn ăn đặc sản miền Tây hoặc là muốn trải nghiệm thì cứ liên hệ anh Tiến qua số điện thoại nãy Mộc có ghim nha cả nhà. Rồi uống hết ly rồi kết thúc clip luôn. Ôi, đáng được nhiều sự đăng ký. anh hết đây nè. Đó. Rồi. Rồi thì Mập thay mặt anh em rất cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip của Mập Food nha. Thì hẹn gặp cả nhà vào những clip kế tiếp hấp dẫn và vui vẻ hơn nữa nha cả nhà. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại nha. Bye bye.